Cá thác lát, bà con ta biết cá thác lát là ăn nó rất tốt, thịt nó rất tốt, bồi bổ sức khỏe con người rất tốt. Nhưng mà riêng có một số người, một số bệnh ở này vui lòng đừng ăn cá thác lát để cho nó tốt cho sức khỏe mình. Chứ nếu ăn cá thác lát vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người thế này bà con nha. Đó là những người có bệnh gút, rối loạn chức năng máu, người đang uống thuốc ho, người thường chảy máu mũi, huyết áp, là vui lòng đừng ăn cá thác lát. Ăn cá thác lát vào bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà xấu đi cho sức khỏe nha bà con. Đó là những người bệnh nhân gút, những người có rối loạn chức năng máu, người đang uống thuốc ho, thường chảy máu mũi, huyết áp, vui lòng đừng ăn cá thác lát bà con ơi. Còn ăn cá thác lát thì nó tốt cho sức khỏe, nó tốt là nó bổ khí huyết, ích thận, tráng dương, trì phong thấp, giảm đau, dụng trường, trừ khử bụng đầy hơi. Ăn ngủ kém là nó giải quyết được tốt, sinh lý yếu tốt. Cá thác lát ăn như những loại cá bình thường hàng ngày ta hay ăn, nhưng ta ăn liên tục 5 ngày thì phải nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp bà con ạ. Bà con ơi, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp khi ăn cá thác lát bà con nào.